Em chào quý vị. Đầu tiên thì em chúc quý vị nhiều sức khỏe. Em đang đứng trước chiếc Honda City, đang đứng trong vườn chuối. Đây có cây chuối nè. Thì quý vị chỉ cần xem em khoảng 3 phút thôi, quý vị sẽ biết cái cách sử dụng chiếc xe số tự động là xe Honda City. Đây, để xe này thì đời năm 2015, đời 2015, nhưng mà nó có start stop. Đây quý vị thấy, đây là cái chìa khóa của xe. Khi mình đến xe mình chỉ cần bỏ trong túi thôi, bỏ trong túi và mình chỉ cần mình đưa cái tay vô cái tay nắm này, đó, nó sẽ kêu cái tích và cửa sẽ tự mở thôi, không cần bấm gì hết. Đây. Rồi, quý vị hãy theo dõi em, thì em sẽ chia sẻ cho quý vị cách sử dụng xe Honda City và đặc biệt xe số tự động. Chỉ cần 3 phút thôi mình sẽ biết được cái cách lái xe như thế nào dễ nhất, và lái được thì quý vị phải tập nhiều thì mình lái nó sẽ chuẩn hơn. Mình phải canh, tại vì lúc mình mới thì mình chưa quen đâu. Đây, đầu tiên mình vào xe thì mình sẽ đạp thắng. Đạp thắng là quan trọng nhất, đạp thắng cái và mình bấm nút start stop này. Đó là xe nó đã đầy máy rồi. Đó, xe nổ máy. Xe nó nổ máy xong thì mà để mình chạy thì mình đạp thắng, tiếp tục đạp thắng và mình sẽ gặp cần số. Thì hiện tại nó đang ở chế độ là chữ B, chữ B là chữ Bắc trên đầu. Thì mình sẽ kéo cái cần số tới chữ D, D là đi driver. Thì chữ R là yeah, chữ N là non, là không có số, chế độ không số. Chữ S, chữ S là chế độ thể thao. Chế độ thể thao thì nó sẽ tăng tốc hoặc là leo dốc hoặc đổ đèo, thì người ta sử dụng chế độ S này. Honda City thì S thì nó có 7 cấp số. Nó trên vô lăng nó có lẫy số trên đây nè, lẫy số trên vô lăng này nè. Thì mình có cộng thì lên, còn ở dưới thì trừ, cộng trừ thì lên xuống. Cái này để dành cho mình leo đèo. Mình khi mình đi đèo thì mình sẽ đi S3, S2, S1 tùy theo cái dốc của nó như thế nào. Thì trên đồng hồ nó hiển thị chữ B này. Chữ B này là thắng tay và là tiết kiệm nhiên liệu. Khi mình chạy thì cái đồng hồ, trên đồng hồ không còn cái báo hiệu cái nào đỏ nữa thì mình sẽ chạy an toàn. Còn đỏ thắng tay là mình không chạy được, chạy thì nó sẽ hư đĩa. Đó. Thì ở trên cái cần số nó có cái đồ bóp vô này nè, cái nút này, nút bóp vô nè. Mình bóp vô và mình sẽ kéo cái cần số tới cái vị trí mà mình muốn di chuyển. Ví dụ như chữ R là mình sẽ ve xe, chữ N là không có số, mình kéo xuống chữ D là đi. D, cái xuống D mình đạp thắng và mình kéo xuống chữ D là mình nhẹ thắng, nhẹ ra là xe tự đi tới. Và thế là mình điều khiển cái vô lăng mình thôi. Điều khiển vô lăng thì mình sẽ canh xe như thế nào thì mình sẽ chạy và chạy nhiều chút xíu thì mình sẽ canh được chiếc xe chạy theo đúng với cái tim đường của mình. Đó là quý vị phải tập. Còn em hướng dẫn quý vị chạy xe người mới học chạy như thế nào đó. Đó, nó có trên cần số thì nó giống như là đạp thắng và mình kéo, mình bóp cái nút ở trên cái cần số nè, kéo về vị trí đúng, cái vị trí chữ D này là xe đi thôi. Ve thì mình kéo về chữ R này là xe nó ve thôi. Đó, quan trọng của chiếc xe là tới và lùi. Còn điều khiển thì mình phải có thời gian mình tập thì lúc đó mình sẽ nhuần nhuyễn và mình sẽ lái tốt. Đó là cái cách sử dụng xe Honda City. Thì trên đây nó cũng có mấy cái nút này, nút làm lạnh nè, mình điều khiển nút này. đời mới nhất thì cái hệ thống này nó là bằng điện tử rồi, còn đây thành cơ thì nó bền hơn, nhưng mà nó sẽ không có hiện đại như điện tử. Đây mình chỉnh gió nè, mình chỉnh đây là chỉ gió ở trên thôi, còn lên đây thì gió ở trên là gió dưới chân, đây gió dưới chân đây là hệ thống sưởi. Đây chỉ số nó mình quay cái này theo để chế độ cấp độ gió thôi. Ở đây thì là lạnh và nóng, mình cứ chỉnh này theo cái cấp độ lạnh nóng. Đó, xe chỉ đơn giản vậy thôi. Ở đây thì mấy cái nút này, nút bấm kính nè, nút bấm kính. Ở đây là nút cảnh báo ve phía sau, mình bấm nút này thì nó có sáng đèn á, thì mình ve khi mà có va chạm, chuẩn bị va chạm nó sẽ cảnh báo. Còn nút này chỉnh kính bên trái và bên phải nè. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi thì xem xong vậy nè, quý vị đã biết cơ bản cách lái xe ô tô số tự động như thế nào không? Xe số tự động chạy bằng xăng rất êm, hiện tại xe đang nổ máy mà nó rất là êm, đúng không? Rất là êm luôn. Rồi chào quý vị nhé. Video sau em sẽ hướng dẫn quý vị cách chạy xe tiết kiệm và đặc biệt là lái nó an toàn, không phải đạp nhầm chân ga thắng nữa. Chào quý vị, chúc quý vị sức khỏe nhé. Em Thuấn đây, hãy đăng ký kênh để xem video tiếp theo của em nhé. Chào quý vị.